Kính thưa quý vị, ngựa đua diện áo mới nhân lễ hội Cheltenham đến từ Lambourne, Anh Quốc. Lần đầu tiên một chú ngựa đua quý hiếm đang có cơ hội khoác lên một chiếc áo may bằng vải tuyết. Để làm ra chiếc áo cho chú ngựa này, đội thiết kế đã phải dùng đến 18 mét vải, gấp 10 lần so với số vải để may một bộ đồ cho con người. Chú ngựa đua này đang diện chiếc áo bằng vải tuyết lần đầu tiên trên thế giới, loại áo được thiết kế đặc biệt cho các loại ngựa đua quý hiếm. Nhà vô địch AP McCoy với 20 lần chiến thắng là người giới thiệu chiếc áo, vốn được mặc làm mẫu bởi chú ngựa đua kỳ cựu Morset tại chuồng ngựa ở Lambourne, miền Tây Berkshire, khoảng 113 cây số từ London. Sự kiện giới thiệu chiếc áo khác thường kể trên đã được diễn ra nhân dịp lễ hội Cheltenham bắt đầu từ ngày 15 tháng 3 ở Lambourne, nước Anh. Nhà cá cược William Hill đã đánh dấu sự kiện này bằng cách hỗ trợ may áo cho ngựa đua và ủy thác cho Emma Stanham King thiết kế bộ áo. Đã phải mất 4 tuần lễ cho Emma Stanham King hoàn thành chiếc áo.